bài tập ở phần ADN và gen. Hôm trước chúng ta đã làm xong bài 1 và bài 2 rồi, hôm nay chúng ta chuyển sang làm bài tập số 3 nha. Ở bài 3 là số vòng xoắn của trong một phân tử ADN là 100.000 vòng. Như vậy đây chúng ta có số vòng xoắn là C đúng không? Thì sẽ bằng 100.000 vòng. Rồi, phân tử ADN này có 400.000 số nu loại G. Như vậy đề bài cho là G thì đương nhiên chúng ta biết là bằng luôn cả X rồi này, bằng 400.000. Câu 1, đó là bây giờ chúng ta hãy xác định số lượng nu của các loại trong phân tử ADN. Thì đây chúng ta đơn giản, đề bài đã cho chúng ta có cả G, cả X rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tính A và T thôi. Muốn tính A và T thì chúng ta phải tính được số nu của gen. Chúng ta trừ đi số nu loại G và loại X này thì chúng ta có được số nu loại A và loại T. Muốn tính được tổng số nu của gen chúng ta dựa vào cái anh này này. Rồi, đúng chưa? Chúng ta có này, tổng số vòng xoắn của gen thì sẽ bằng tổng số nu của gen chia cho 20. Vì sao? Vì mỗi vòng xoắn là có 20 nu. Như vậy dựa vào công thức này chúng ta suy ra được N thì sẽ bằng 20 nhân cho C. Ở đây sẽ bằng 20 nhân cho C, đề bài cho là 100.000. Thì đây chúng ta sẽ được 2 triệu, đúng chưa? 2 triệu nu. Rồi, như vậy chúng ta biết là ta có này G này, cộng với X này, cộng với A này, cộng với T này thì bằng tổng số nu của gen. Bây giờ G và X chúng ta có rồi, đó là 400.000 cộng với 400.000 thì ở đây chúng ta có 800.000 cộng cho A cộng cho T bằng N, chúng ta có 2 triệu. Như vậy suy ra A cộng T thì sẽ bằng 2 triệu trừ đi cho 800.000 thì đây chúng ta có 1.200.000. Mà A thì lại bằng gì? Bằng T. Cho nên suy ra là A cộng với A thì bằng 1.200 nha. Suy ra A sẽ bằng gì đây? 1.200 chia cho 2 thì đây chúng ta thấy là được 600.000 và bằng luôn T. Như vậy là chúng ta đã tính xong cái câu đầu tiên ra, có chúng ta có đây số nu các loại của gen nha. Rồi bây giờ câu số 2 là bây giờ chúng ta xác định chiều dài của phân tử ADN, thì câu này cũng đơn giản thôi đúng không? Xác định chiều dài thì L thì sẽ bằng gì? N chia 2 nhân cho 3,4 N chúng ta có rồi, đó là 2 triệu chia cho 2 nhân cho 3,4 thì đây chúng ta có 1 triệu nhân cho 3,4, đúng chưa? Thì chúng ta có kết quả là 1 triệu nhân 3,4 thì chúng ta có bằng 3.400 là 3.400.000 anteron. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập số 3. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo nha. Chúng ta chuyển sang bài tập số 4 nha. Hai gen B và B lớn và B nhỏ cùng nằm trong một tế bào và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì tổng số nu của hai gen trên trong thế hệ tế bào cuối cùng là 48.000 nucleotide. Các gen chưa nhân đôi. 1. Xác định số tế bào mới được tạo thành sau 3 đợt nguyên phân ở trên. Câu 2. Xác định số nu của mỗi gen. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta xác định câu 1 nha. Rồi, xác định số tế bào mới được tạo thành sau 3 đợt nguyên phân ở trên. Bây giờ hai gen B lớn và B nhỏ này cùng nằm trong một tế bào. Như vậy đây chúng ta biết chỉ có một tế bào thôi. Cho nên số tế bào mới được tạo thành thì sẽ đương nhiên là sẽ là công thức là gì? Cứ một tế bào thì sau một đợt nguyên phân tạo ra 2, 2 tế bào tạo ra 4. Như vậy đây chúng ta có 2 mũ X, mà cụ thể đây là đề bài đã cho số lần nguyên phân là 3 lần. Như vậy 2 mũ 3 là bằng 8 tế bào. Như vậy số lượng tế bào mới sau 3 đợt nguyên phân là 8 tế bào.
Bây giờ chúng ta câu 2, bây giờ xác định số nu của mỗi gen. Tức là chúng ta tính N của B lớn bằng bao nhiêu và N của B nhỏ là bằng bao nhiêu. Mà đây trên bài người ta cho là gì này? Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì tổng số nu của hai gen trên trong thế hệ tế bào cuối cùng là 48.000. Như vậy thì trong 8 tế bào này thì có 48.000 nu. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ xác định thử trong một tế bào có bao nhiêu nu, đúng chưa? Như vậy chúng ta thấy là số nu trong gì? Một tế bào thì chúng ta sẽ lấy gì? 48.000 này chúng ta chia cho 8 thì đây là chúng ta bằng 6.000 nu. Như vậy trong một tế bào, mà trong tế bào này có hai gen, đó là gen B lớn và gen B nhỏ. Như vậy đây chúng ta có N của B lớn cộng cho N của B nhỏ thì bằng 6.000 nu, chưa? Đó. Ta lại có là gì? Ta lại có theo đề bài, đó là L của B lớn thì bằng L của B nhỏ. Nếu như hai L bằng nhau thì suy ra N của B lớn cũng sẽ bằng N của B nhỏ. Cho nên ở đây chúng ta thấy là gì đây? N B lớn sẽ bằng N của B nhỏ sẽ bằng gì? 6.000 này chia cho 2 thì bằng 3.000 nu. Như vậy là chúng ta đã tính được số nu của mỗi gen. Chúng ta thế vào này nè, bằng NB lớn cộng NB lớn bằng 6.000. Như vậy NB lớn sẽ bằng 6.000 chia 2 là bằng 3.000 và bằng luôn N của B nhỏ. Bài này tương đối đơn giản đúng chứ nào. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang làm cái bài tiếp theo nha. Rồi chúng ta chuyển sang bài tập số 5 nha. Một phân tử ARN thông tin dài 2040 anterong có A bằng 40%, U bằng 20%, X bằng 10%, số nucleotide của phân tử ARN. Câu 1, xác định số lượng từng loại nu của phân tử ARN thông tin. Phân tử ARN thông tin chứa bao nhiêu bộ ba? Rồi, bây giờ chúng ta lần lượt giải như sau. Thứ nhất là bây giờ cái bài này đơn giản là người ta cho chiều dài rồi thì chúng ta cũng sẽ tính được gì? À, đó là tổng số nu của gen của phân tử ARN thông tin này. Vì chúng ta biết là chiều dài thì sẽ bằng tổng số nu của phân tử ARN thông tin này. Rồi bây giờ chúng ta giải bài tập này như sau nha. Bây giờ xác định số lượng từng loại nu của gen. Bây giờ chúng ta có phần trăm rồi này, có phần trăm rồi này, thì chúng ta sẽ tính ra tổng số nu của phân tử ARN thông tin này mà chúng ta đã có chiều dài rồi, đúng chưa? Một phân tử ARN thông tin dài 2040 anterong. Như vậy chúng ta biết là chiều dài của phân tử ARN này thì đương nhiên là sẽ bằng tổng số nu của phân tử ARN này nhân cho 3,4, bởi vì một nu là dài 3,4, đúng không? Như vậy chúng ta lấy tổng số nu của phân tử ARN này chúng ta nhân cho 3,4 thì đương nhiên nó ra chiều dài của gen. Như vậy bây giờ chúng ta có L rồi, chúng ta suy ra N của ARN thông tin thì sẽ bằng L của ARN thông tin này chia cho 3,4. Chúng ta có L rồi, đúng chưa? Đó là 2040 chúng ta chia cho 3,4. 2040 chia 3,4 bằng, như vậy đây chúng ta có nó được là 600 nu, đúng chưa? Rồi, như vậy được có được N rồi thì chúng ta dựa vào cái phần trăm này chúng ta tính thôi. Như vậy chúng ta có nu loại A thì bằng gì? 40% tổng số nu của gen, chúng ta lấy 40 nhân cho 600 chia cho 100, chúng ta đơn giản còn lại 4 nhân với 6 nhân cho 40 thì bằng 240 nu, đúng chưa? Chúng ta có nu U thì sẽ bằng 20%, chúng ta lấy 20 nhân cho 600 chúng ta chia cho 100 thì chúng ta đơn giản thì chúng ta lấy 6 nhân với 2 được 120 nu nha. Rồi chúng ta có nu loại X bằng 10% thì chúng ta bằng 10 nhân cho 600 chúng ta chia cho 100 thì đơn giản 2 số 0 thì chúng ta còn lại là 60 nu. Rồi bây giờ chúng ta tính nu loại G thì đương nhiên là bằng tổng số nu của gen của phân tử ARN thông tin 600, chúng ta trừ cho nu loại A này, trừ cho nu loại U này, trừ cho nu loại X thì chúng ta ra được nu loại G đúng như thế nào. 240 cộng cho 120 cộng cho 60 thì chúng ta được là 180 nu. Như vậy là chúng ta tính được số nu các loại của phân tử ARN thông tin này rồi.
chúng ta chuyển sang câu B, đó là cái phân tử ARN thông tin này chứa bao nhiêu bộ ba, thì chúng ta biết là gì? Mỗi bộ ba này thì chứa là mấy nu đây? Chứa là ba nu. Suy ra số bộ ba trên cái phân tử ARN thông tin này thì chúng ta sẽ lấy tổng số nu của gen, chúng ta chia cho 3. Tổng số nu ở đây là 600, chúng ta chia cho 3 thì ở đây là chúng ta có 200 bộ 3. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải viết xong cái bài tập số 5. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở clip tiếp theo với những cái bài tập tiếp theo nhé. Có gì thắc mắc thì các bạn hãy comment thì cô sẽ giải đáp cho.